Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 năm Mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo về, giàu nhanh như vũ bão. Vâng, xin được mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, việc xem tử vi cho tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 năm Mạng năm 2022 sẽ giúp cho quý vị biết được những điều tốt xấu có thể xảy đến với mình trong năm Nhâm Dần này. Và từ đó thì quý vị sẽ có được những phương án phòng tránh hoặc là hạn chế được những điều không may, giúp cho bạn hạn chế được tối đa những hao tổn không mong muốn trong cuộc sống của mình. Phần luận giải tử vi cho tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 năm Mạng năm 2022 này được xây dựng và tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy, các chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Qua phần luận giải này thì thầy Gia Cát sẽ chỉ rõ cho quý vị tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 năm Mạng thấy rõ được bức tranh toàn cảnh về vận hạn của mình trong năm mới năm 2022 về các mặt như tiền tài, công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên gia đạo và sức khỏe. Qua đó thì quý vị sẽ nắm được thiên cơ và có được cho mình những bước đi đúng đắn. Và đồng thời thì thầy Gia Cát cũng chỉ rõ cho quý vị những cách hóa giải về tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 năm Mạng trong năm 2022 để quý vị có được cuộc sống giàu sang viên mãn. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm 2022 năm Mạng, giai đoạn đầu năm nhiều thuận lợi. Tử vi tuổi Ất Sửu 1985, năm 2022 năm Mạng khá hanh thông trong năm, được sự trợ giúp của ngôi sao may mắn, quý ông tuổi Sửu 37 tuổi có vận trình khá lý tưởng. Tử vi tuổi Ất Sửu 1985, năm 2022 năm Mạng tổng quan. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm 2022 năm Mạng được dự báo là không chịu ảnh hưởng bởi thái tuế, vận trình trong năm Nhâm Dần của bạn khá tốt. Quý ông Ất Sửu có thể gặp được nhiều hung tinh và cát tinh trong năm nay. Về tình cảm và sự nghiệp, gặp Hồng Loan và Mạch Việt trợ lực giúp đỡ, nhân duyên tốt đẹp, sự nghiệp lạc quan. Tuy nhiên, tử vi số khuyên Ất Sửu nên dành nhiều thời gian nhìn nhận lại bản thân, chứ đừng thả lỏng quá mức và ảnh hưởng đến vận thế. Bên cạnh đó, sức khỏe gặp hung tinh bệnh phù, đả kích nghiêm trọng đến cơ thể, cho nên cần phải bảo vệ sức khỏe, hết sức cảnh giác. Tử vi năm mệnh tuổi Sửu khuyên bạn, trong năm Nhâm Dần, nên chú ý đến sức khỏe của bản thân một chút, rượu chè cờ bạc chỉ khiến cho bạn thêm bệ rạc mà thôi. Vậy nên những gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong năm 2022 cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải, giúp cho vận trình của năm được thuận lợi, hanh thông và may mắn. Thái tế tinh quân năm 2022 Nhâm Dần do Hạ Ngạc, đại tướng quân cai quản. Như chúng ta đã biết, thái tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần cai quản lớn nhất trong năm. Vậy nên cần phải mang theo một kim bài thái tuế bên mình để được ngài che chở hộ mệnh. Hung tinh. Tử vi năm Nhâm Dần 2022 cho hay, tuổi Sửu gặp hung tinh bệnh phù, ảnh hưởng đến sức khỏe, đi lại có vấn đề, hạn chế đi xa. Thân thể trong năm nay hay ốm vặt, gặp ảnh hưởng không tốt và mất ngủ thường xuyên. Cát tinh, Hồng Loan trợ mệnh, nam mệnh trở nên thu hút và lôi cuốn hấp dẫn, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp với người khác giới, vừa giúp cho công việc thuận lợi, vừa giúp cho tình cảm gia đình càng ngày càng hạnh phúc. Mạch Việt trợ mệnh giúp cho công việc ổn định, nam mệnh nhận được sự giúp đỡ của cấp trên cho nên cuộc sống ngày càng tốt đẹp, gặt hái được nhiều thành công. Sự nghiệp đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm 2022 nam Mạng có sự nghiệp khá tốt. Đàn ông Ất Sửu gặp Mạch Việt là cát nhân thiên tướng, công việc vì thế mà được giúp đỡ, ngày càng có nhiều cơ hội thăng tiến và đột phá. Tuổi Sửu năm Nhâm Dần có công việc như thế nào? Quý ông tuổi Sửu 37 tuổi ắt sẽ phải trải qua giai đoạn thịnh vượng nhất nhì trong sự nghiệp với quyền lực địa vị, có chức có quyền và tiền tài trong tay. Tử vi số dự báo, bạn sẽ nhận được may mắn nhiều hơn trong công việc, cho nên cần phải cố gắng hết mình, nỗ lực để có được vị trí tốt hơn tại công ty. Tài vận đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm 2022 nam Mạng có tài vận tương đối tốt. Quý ông 37 tuổi có sự nghiệp ổn định tăng tiến, cho nên nguồn thu nhập cũng từ đó mà tăng theo. Ngoài ra tài vận như là nước lên thuyền, cuộc sống tăng tiến không ngừng. Xem bói cho hay, ở các nghề tay trái, quý ông tuổi Sửu cũng nhận được không ít thu nhập. Mạch Việt trợ lực
hóa nguy thành an, quan lộc tịnh tiến. Năm nay bạn tràn đầy năng lực, có thể hy vọng vào việc thăng chức để tăng lương, nhận thêm các chế độ đãi ngộ. Đàn ông tuổi Ất Sửu thậm chí còn có thể nghĩ đến việc bỏ vốn kinh doanh riêng trong năm nay thì cũng sẽ đạt được nhiều may mắn. Đồng thời, những mệnh chủ tuổi Ất Sửu cần phải luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, khi mang theo bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho con đường tài lộc và sự nghiệp được khai mở, hanh thông và thuận lợi. Tình cảm đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm 2022 nam mạng, có tình cảm phát triển theo hướng lạc quan. Có vẻ năm nay là một năm thuận lợi với quý ông tuổi Sửu. Không chỉ trên phương diện sự nghiệp gặt hái được các thành công, mà trên phương diện tình cảm cũng có những ngọt ngào, hạnh phúc. Cát tinh Hồng Loan nhập mệnh mang lại cho bạn không ít vận may, bất kể là người độc thân hay là người đã kết hôn, vận đào hoa sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào cho bạn. Đặc biệt, đối với các quý ông tuổi Sửu còn đang độc thân, bạn đang đứng trước cơ hội gặp gỡ được nhân duyên trời định, thông qua bạn bè, gia đình mai mối mà thoát kiếp độc thân. Thậm chí có thể nghĩ đến chuyện lập gia đình trong năm nay. Người đàn ông Ất Sửu vừa thành đạt, vừa độc thân, chính là mẫu người đàn ông hoàng kim mà nhiều chị em đang tìm kiếm, không cần phải lo lắng về chuyện tình cảm bạn nhé. Sức khỏe đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm 2022 nam mạng có sức khỏe không tốt. Theo tử vi năm, hung tinh bệnh phù sẽ ảnh hưởng đến tuổi Sửu. Năm nay có một số vấn đề về sức khỏe sẽ khiến cho bạn mệt mỏi hơn bao giờ hết. Năm nay tuổi Sửu đã 37 tuổi, cho nên cần phải chú ý, không nên thức đêm thức hôm quá nhiều. Ngoài ra thì cũng cần phải biết chăm sóc nhan sắc cho mình, tăng cường ăn uống các thể loại, cũng như là đồ bổ dưỡng cho cơ thể. Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2022 nên cẩn thận mỗi khi ra đường, nên thường xuyên đi chùa cầu bình an để mang lại may mắn cho bản thân mình. Ngoài ra, để tăng cường thêm sức khỏe và gia đạo, những người gia chủ tuổi Ất Sửu cũng cần phải luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu. Đây là pháp khí phong thủy giúp gia tăng sức khỏe, tăng cường mối quan hệ hòa hợp trong gia đình, trong công việc cũng như trong cuộc sống. Ngoài ra, pháp khí còn có tác dụng hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, mang lại cho người tuổi Sửu cuộc sống hòa hợp và bình an. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, năm 2022 nam mạng, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, năm 2022 nam mạng, có vận trình tài lộc được đánh giá là tương đối may mắn. Trong không khí lễ hội, đàn ông tuổi Sửu có nhiều năng lượng tích cực hơn và thường có nhiều điều bất ngờ xảy ra trong cuộc sống, gặt hái được nhiều niềm vui. Tuy nhiên, đừng quá đắm chìm vào niềm vui mà quên mất đi việc phải đảm bảo cho sức khỏe tốt. Nhưng bất chấp vận may của bạn, bạn nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, chú ý khi đi ra ngoài và phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Nhất là trong dịp du xuân thì tình hình giao thông sẽ rất khó khăn, chính vì vậy mà tuổi Sửu cần phải cẩn trọng hơn nhiều. Đặc biệt, mùa xuân có nhiều thời điểm bạn cần phải uống rượu tiếp khách, người đàn ông tuổi Sửu nên cố gắng một chút và đừng uống quá nhiều mà tổn hại đến sức khỏe. Tháng 2, đánh giá 4 sao. Tử vi tháng dự báo vận trình sự nghiệp của quý ông Ất Sửu tháng này vô cùng lớn. Bạn gặp được sự giúp đỡ của mạch Việt, cho nên bạn luôn hoàn thành được xuất sắc nhiệm vụ. Bạn có thể nhận được sự ưu ái và tin tưởng của cấp trên, giao cho nhiều trọng trách và cơ hội thăng tiến trong tháng 2 này. Quý ông tuổi Sửu, 37 tuổi năm nay phải hết sức nắm bắt cơ hội, củng cố vị thế cho mình ở một vị trí vững chắc để có thể đạt được các mục tiêu nghề nghiệp. Tháng 3, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm 2022 nam mạng khá hanh thông trong tháng này. Được sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Hồng Loan, quý ông 37 tuổi có vận trình tình cảm vô cùng lý tưởng trong tháng 3. Mối quan hệ giữa bạn và người vợ đang càng trở nên khăng khít, tình cảm đôi bên được như ý, liên tục được sưởi ấm với sự trợ giúp của cát tinh. Ngoài ra, vận đào hoa của một số quý ông tuổi Ất Sửu còn độc thân cũng rất tốt. Bạn có cơ hội tỏ tình thành công và thoát khỏi cảnh độc thân. Tháng 4, đánh giá 3 sao. Xem bói tử vi hàng tháng cho hay, khi bước vào tháng 4, bị ảnh hưởng bởi tiết thanh minh, nam mệnh Ất Sửu dễ cảm thấy mệt mỏi hoặc là thiếu năng lượng. Đồng thời, sự ảnh hưởng của cát tinh bệnh phù cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Vì vậy, những người sinh năm 1985 phải nghỉ ngơi nhiều hơn trong tháng này và chăm sóc cơ thể của mình. Điều quan trọng nhất là không nên làm việc quá sức, nếu không sẽ vô ích đối với sức khỏe của bạn.
tháng 5, đánh giá 3 sao. Tử vi năm mệnh tuổi Ất Sửu vào tháng 5 Nhâm Dần, dự báo tài vận khá bất ổn do sự bất ổn của nền kinh tế thị trường. Một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của bạn. Các khoản thu nhập có thể sẽ giảm xuống. Bạn nên có những đối sách đối với tình hình hiện tại của mình. Tháng 6, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm 2022 nam mạng không quá may mắn. Bạn gặp nhiều kẻ phá đám, công việc gặp phiền phức, tiểu nhân hãm hại. Tháng này tốt nhất nên tận dụng làm việc, chủ động tránh xa tiểu nhân để tránh gặp xui xẻo và bị hãm hại. Tử vi tháng 6 năm 2022 tuổi Ất Sửu dự báo bạn nên ở nhà và hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Đàn ông tuổi Sửu nên học cách bảo vệ mình trước khi bảo vệ được những người thân yêu. Tháng 7, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Sửu năm mệnh tháng này khá tốt. Các mối quan hệ ngoại giao được tăng lên, gặp gỡ và giao lưu cũng nhiều hơn. Tình cảm với các thành viên trong gia đình cũng tăng lên, chính là một trong những điều may mắn trong tháng này của Ất Sửu. Tháng 8, đánh giá 3 sao. Tình hình sức khỏe của nam mệnh sinh năm 1985 không được lý tưởng trong tháng 8 âm lịch. Một phần bị quấy rầy và bị ảnh hưởng bởi hung tinh. Người này dễ bị trầm cảm hoặc là chán nản, đặc biệt là về mặt tâm lý, thật dễ dàng để trầm cảm do căng thẳng quá mức. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của bạn. Người đàn ông Ất Sửu có thể sẽ phải đối đầu với nhiều việc. Những áp lực từ việc kinh doanh khiến cho bạn đau đầu và phải suy nghĩ nhiều hơn. Chúng ta cần phải loại bỏ những áp lực đó để cho bản thân mình thư giãn một chút trong tháng này. Tháng 9, đánh giá 4 sao. Vào năm 2022, mối quan hệ giữa quý ông tuổi Ất Sửu với mọi người được cải thiện. Với sự giúp đỡ của các tinh, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ một số người bạn tâm giao, những người sẽ đồng hành và giúp đỡ bạn trong tháng này. Không chỉ vậy, các mối quan hệ xã hội của bạn cũng phát triển, vì vậy tháng này sẽ là một tháng may mắn đối với người tuổi Ất Sửu. Bạn sẽ phải nắm bắt cơ hội để mở rộng quan hệ xã hội của mình. Điều này thực sự rất hữu ích cho mạng lưới công việc và sự nghiệp của bạn. Tháng 10, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm 2022 nam mạng có sức khỏe sa sút. Nguyên nhân là do sự thay đổi đột ngột của thời tiết, một số người có thể bị cảm lạnh và bị ốm. Tử vi khuyên bạn nên chú ý đến sức khỏe của bản thân hơn, đồng thời trong cuộc sống cũng nên chú ý đến trang phục, ăn mặc đủ ấm, đừng để mình bị nhiễm lạnh. Tháng 11, đánh giá 4 sao. Tử vi dự báo nam mệnh Ất Sửu có nhiều thay đổi tích cực nhờ ảnh hưởng của các tinh. Người làm công việc kinh doanh có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, cũng như là rất lạc quan. Các hạng mục đầu tư cũng sẽ được chú trọng nhiều, mang lại những may mắn lớn cho bạn. Nhìn chung thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, bạn cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính và cổ phiếu. Mong rằng những người tuổi Ất Sửu có thể tiếp tục duy trì phấn đấu để có thể khởi sắc trước dịp đầu năm. Tháng 12, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm 2022 nam mạng tương đối bận rộn. Vì đã gần cuối năm, quý ông tuổi Sửu chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều rắc rối hơn trong sự nghiệp và các nhiệm vụ được giao cho bạn trong tháng này. Các công việc cũng trở nên vất vả hơn, cho nên tuổi Ất Sửu có thể sẽ cần phải dành nhiều sức lực và thời gian hơn. Tuy nhiên, dù cuộc sống tương đối bận rộn, các bạn cũng nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên làm việc quá sức và nên hiểu kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi là một điều cần thiết để tránh các áp lực quá sức. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nam mạng trong năm mới, năm 2022 Nhâm Dần. Và đây là phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Ất Sửu nam mạng. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong hành trình năm 2022 đầy hứa hẹn về tài lộc và may mắn. Diễn Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký theo dõi kênh để luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễn Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.